Giá trị lớn nhất của cuộc đời là gì? Một hôm, một vị sư trẻ đến hỏi thiền sư. Thưa sư phụ, giá trị lớn nhất của cuộc đời là gì? Vị thiền sư nói, con ra ngoài vườn, chọn một tảng đá lớn và mai mang ra chợ rau bán. Nếu ai đó hỏi giá, con không trả lời, chỉ cần giơ hai ngón tay. Nếu họ mặc cả, thì con đừng bán và con sẽ biết đâu là giá trị lớn nhất trong đời. Sáng hôm sau, tiểu hòa thượng ôm một tảng đá lớn đi ra chợ rau bán. Mọi người ra vào trong chợ rất tò mò. Một bà nội chợ đi tới liền hỏi, viên đá giá bao nhiêu? Tiểu hòa thượng không đáp, giơ hai ngón tay. Bà nội chợ liền nói, 2 tệ. Tiểu hòa thượng lắc đầu. Bà nội chợ lại hỏi, vậy là 20 tệ. Cậu bán cho tôi đi, để tôi mua về ép dưa cải. Vị sư nhỏ nghe thấy vậy liền mừng thầm. Trời ạ, à, có người đã trả 20 tệ cho một viên đá vô giá trị. Nhưng nhớ lời thầy dạy nên cậu đã mang về. Khi trở về, tiểu hòa thượng hớn hở đến gặp sư phụ. Thưa thầy, hôm nay có một bà nội chợ muốn trả 20 tệ để mua viên đá đó. Người có thể nói cho con biết bây giờ giá trị lớn nhất của cuộc đời mình là gì chưa ạ? À? Thiền sư trả lời, con chớ vội. Sáng mai con hãy đem viên đá này đến bảo tàng. Nếu có người hỏi giá, con vẫn chìa hai ngón tay ra. Nếu người ta đưa ra một đề nghị mới, đừng bán nó và hãy mang về. Sáng hôm sau, trong viện bảo tàng, một nhóm người tò mò xem và xì xào. Một viên đá bình thường như vậy có giá trị gì? Lúc này, một người lao đến lớn tiếng nói với tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng, ngươi bán hòn đá này bao nhiêu? Vị sư nhỏ không nói gì và đưa hai ngón tay ra. Người đàn ông nói, 200 tệ. Cậu bé lắc đầu. Người kia lập tức ra giá, 2.000 tệ là giá cuối cùng. Tôi chỉ muốn dùng nó để tạc tượng thần. Tiểu hòa thượng vừa nghe lời này đã phân vân, nhưng cuối cùng vẫn nhớ lời thầy dạy, ôm viên đá trở về. Về đến nơi, cậu chạy đến gặp thiền sư. Sư phụ, hôm nay có người trả giá 2.000 tệ để mua viên đá của con. Lần này, người phải nói cho con biết giá trị lớn nhất của cuộc đời. Thiền sư cười và nói, ngày mai con hãy mang viên đá này đến cửa hàng đồ cổ vẫn như cũ. Nếu như họ trả giá thì không được bán. Lần này sư phụ sẽ nói cho con biết giá trị lớn nhất của cuộc đời là gì. Sáng ngày thứ ba, tiểu hòa thượng lại mang cục đá lớn đến cửa hàng đồ cổ. Có rất nhiều người đứng xem và bàn tán. Đây là loại đá gì? Khai quật ở đâu? Là ở triều đại nào? Để làm gì? Cuối cùng, có một người đến hỏi giá. Tiểu sư phụ, viên đá của ngươi giá bao nhiêu? Cậu bé lại im lặng, đưa hai ngón tay ra. 20.000 tệ. Tiểu hòa thượng trợn mắt ngạc nhiên,
vị khách cho rằng giá quá thấp, nên vội ra giá mới. Vậy thì 200.000 tệ. Tiểu hòa thượng nghe vậy, dù rất bất ngờ, nhưng vẫn nhặt đá lên, vội vàng trở về núi gặp sư phụ. Lần này, cậu chạy đến và nói, sư phụ, hôm nay có người ra giá 200.000 tệ mua đá của chúng ta. Thầy có thể cho con biết đáp án được chưa? Vị thiền sư sờ đầu chú tiểu âu yếm và nói, giá trị lớn nhất trong cuộc đời giống như hòn đá này. Nếu con đặt mình vào chợ bán do, còn chỉ đáng giá 20 tệ. Trong bảo tàng còn trị giá 2.000 tệ. Trong cửa hàng đồ cổ còn sẽ trị giá 200.000 tệ. Nền tảng khác nhau và vị trí khác nhau, giá trị trong cuộc sống sẽ hoàn toàn khác nhau. Bài học tham khảo: đôi chân cần mẫn đi trên con đường đúng đắn. Câu chuyện của tiểu sư phụ cũng giống với chúng ta. Bạn sẽ định vị cuộc sống của mình như thế nào? Bạn định đặt mình vào cuộc đấu giá nào? Giá trị của bạn không thể do một lời nói mà định đoạt được. Việc bản thân sinh ra là ai, hoàn cảnh như thế nào, chúng ta không thể chọn lựa. Nhưng vị trí của chúng ta ở đâu, bản thân đáng giá bao nhiêu thì hoàn toàn có thể thay đổi. Một người không làm được việc thì dù thay đổi cả nghìn công việc cũng sẽ chẳng hài lòng. Một người không biết cách trân trọng tình yêu, dù gặp bao nhiêu người đi chăng nữa cũng vẫn cô đơn. Một ông chủ không học hỏi sẽ không bao giờ có thể phát triển bền vững. Đối với một người không biết giữ gìn sức khỏe thì dù uống bao nhiêu thuốc cũng không thể giải quyết được vấn đề. Bản thân chúng ta là gốc rễ của mọi thứ. Muốn thay đổi hoàn cảnh thì trước hết phải thay đổi chính bản thân. Học tập chính là nền tảng để thay đổi bản thân. Khi chúng ta thay đổi, mọi thứ đều thay đổi. Thế giới quan là do chính chúng ta tạo ra. Bạn lạc quan, vui vẻ, không ngừng nỗ lực là học cách thích nghi, thì cuộc sống sẽ vươn đến những đỉnh cao mới. Tương tự, nếu như bạn phàn nàn, chỉ trích, đổ lỗi, oán giận mỗi ngày, thì cuộc sống chẳng khác gì địa ngục. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết câu chuyện. Hãy đăng ký kênh của mình để biết thêm nhiều câu chuyện hay nhé.